Tasabia Pawena Bhavena Sasaye Sasaye Jato Vasin Jato. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật quy danh, mong nhờ Đức Phật quy danh, độ cho con học đắc thành quả cao, độ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Thầy, kính thưa toàn thể đại chúng học viên, hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2013, nhân ngày 19 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ, Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ 14, buổi học thứ 35 của chúng ta học về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung Vô Tỷ Pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Lương Sư Thịnh Sự đã soạn dịch. Chiều hôm nay chúng ta học tiếp tục về phần chỉ nghiệp xứ, tức là phân tích về thiền chỉ. Ngày hôm qua chúng ta đã học được về tổng thuyết về thiền chỉ có bao nhiêu cái đề mục, thì hôm nay chúng ta học những loại đề mục đó tu tập như thế nào, hay là ấn chứng cũng như sự thành tựu đắc thiền của những thiền định như thế nào. Mời quý vị nhìn lên bảng. Tắt đèn. Rồi, tốt rồi. Chúng ta nhìn lên bảng ngày hôm qua chúng ta học hết 40 loại đề mục. Tuy rằng hôm qua sư cũng có nói qua loa về cách tu tiến, nhưng mà đây bắt đầu trong phần kế tiếp, trong chỉ nhiếp, tức là phần nhiếp về thiền chỉ, thì có 3 cái phân loại chúng ta không cần phải hiểu để chúng ta tu tập. Thứ nhất gọi là phân loại thích hợp, thứ hai là phân loại tu tiến, cái thứ ba là phân loại hành cảnh. Thì trước hết sẽ thuyết về phân loại thích hợp. 10 đề bất mỹ, chúng ta đây chúng ta thêm cái đề cũng được để chúng ta dễ hiểu hơn. 10 đề bất mỹ tức là 10 đề tử thi, 1 đề thân hành niệm và niệm 32 tích trượt, là 11 thức pháp thích hợp với cái tánh tham ái. Chúng ta phải biết chúng ta cái tánh nào, nếu chúng ta nặng về cái tham ái thì chúng ta chọn 10 đề mục này. 4 đề mục vô lượng, 1 viên sứ xanh, 1 viên sứ vàng, 1 viên sứ đỏ, 1 viên sứ trắng, là 8 pháp thích hợp với người tánh sân. Người tánh sân cần phải tu từ bi, từ bi vô lượng tâm. Cái tánh tham ái này chúng ta còn nghĩa là cái tánh ái dục cũng được, tánh ái tình đó, thì người ta tu 10 điều bất mỹ với thân hành niệm này để người ta 32 tế trượt, để chúng ta diệt được cái tánh tham. Nếu chúng ta nặng về tánh sân thì chúng ta tu từ bi xả và 4 sứ, miếng sứ xanh đỏ vàng trắng này, để chúng ta trừ, chúng ta tu để trừ tánh sân. Nhập túc xuất này niệm là pháp thích hợp của tánh si và cái tánh tầm. Tánh của người hay tánh tầm là tánh người hay suy nghĩ, tánh si là tánh người ít tham và ít sân.
Nói vậy nên nhớ cái chỗ đó, chứ không phải tánh si là con người nghĩa si mê ngu dốt, biết đâu tánh si là cái tánh con người ít tham ít sân. Tức là cái người đó tu tập về nhập thức tứ niệm cho đề mục hơi thở đó cái thật. Còn một đề mục tiền niệm Phật, một tiền niệm pháp, một tiền niệm tăng, một tiền niệm giới, một tiền niệm khí, một tiền niệm thiên là sáu pháp thích hợp của người tánh tính. Tức là những người có đức tin á thì tu tập cái pháp này rất là thích hợp. Còn một tiền niệm tử, tiền niệm sự chết á, hai tiền niệm nhập tịnh tức là đức tính của niết bàn, một đề mục quế trực tướng, một là xác định giới tức là xác định tứ đại, là bốn pháp thích hợp của người tánh giác. Nếu người nào có trí tuệ thì tu đề mục chết, đề mục niết bàn, đề mục một thực quế trược và đề mục tứ đại thì rất thích hợp. Còn 10 nghiệp sức còn lại như là biến sức đất, nước, lửa, gió, hư không và ánh sáng, cũng như là 4 nghiệp sức vô sắc. 10 nghiệp sức này là pháp thích hợp cho tất cả mọi tánh. Rồi người nào tu cũng được hết. Tới là tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh giác, tánh tính, giác, tánh tầm là được hết. Ở đây không thích thêm, nếu hành giả thuộc tánh si thì làm bầu dòng biến sức cho khá lớn, chứ là làm cái dòng tổng bư. Nhìn rõ. Và nếu hành giả thuộc tánh tầm thì cho lực miếng xíu cho nhỏ để tu tập, dòng miếng xíu thì dòng tròn đất nước vừa gió đó. Đó đây tiếp về cái phong loại thích hợp cái đề mục với cái tánh của người của hành giả. Từ đây sẽ tiếp về phân loại sự tu tiến. Trong ba loại tu tiến thì khởi niệm tu tiến này bậc thần trí đang có được dù trong tất cả nghiệp xứ, tức là 40 nghiệp xứ trong phần vừa rồi mà chúng ta đã học rồi đó. Nhắc lại cái phần về tu tiến thì chúng ta đã học rồi, khởi niệm tu tiến, cận hành tu tiến và kiên cố tu tiến. Thì khi mà chúng ta mà tu tập phát triển về thiền, đầu tiên chúng ta phát triển về thiền đó, thì nó sẽ có khởi niệm tướng chúng ta. Khi mà chúng ta tu tập có nghĩa là đi tới cái thủ trì tướng đó, là chúng ta đạt đến cái cận hành tu tiến, nó tương đối cận định đó. Cái thứ ba, khi mà đối phần tướng này chúng ta khởi sanh đời, chúng ta sẽ dựa theo đó mà chúng ta sẽ đi đến kiên cố tu tiến, tức là tu tiến về nhập định. Đây cái phần chúng ta đã đào rồi, thành ra người ta giải thích rằng cái cận hành tu khởi này tu tiến này ai cũng có hết, tức là 40 đường mục này chúng ta cũng bắt đầu cũng là khởi sự, nhưng mà riêng cận hành tu tiến hay kiên cố tu tiến này chỉ có riêng theo từng loại nghiệp xứ mà thôi. Thì cận hành tu tiến này chúng ta hiểu theo nghĩa cận định cũng được, kiên cố tu tiến này chúng ta hiểu theo cái nhập định cũng được. Rất đắc định đó. Thì 10 nghiệp xứ là tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm giới, tùy niệm khí, tùy niệm thiên, tùy niệm nhập tịnh, tùy niệm tử, với trực tưởng xác định giới, chỉ thành đạt cận hành tu tiến, tức là đạt đến cận định.
đó là 10 điều mục đó là đã không thể được. Tuy rằng đây là chấm nha, tuy rằng cái tiền niệm Phật chúng ta nếu mà chúng ta nghĩa là tu tập theo cái cận của thiền trí á, thì chúng ta chỉ đắc đến cận định thôi. Nhưng mà tu tập theo thiền quán á, chúng ta đắc đến A-la-hán luôn. Đó, giờ lên nó quả báo thấp thì đạt tới cận định, quả báo cao đó cao A-la-hán. Thì mấy cái đề mục khác thì cũng tương tự. Nguyên do 10 nghiệp xứ này thâm tế lắm, khó mà hành giả quán xét cho thấu đáo tận gốc, chỉ biết chết mà thôi, tức là xét về ân Đức Phật đó, vân vân. Còn 30 nghiệp xứ còn lại trong 40 đề mục đó là 10 đề biến xứ. Đức lưu ý cho sinh đó là trắng hư không ẩn sáng. 10 bất mỹ là 10 loại tư thi, 1 nhập xuất thân niệm, 1 thân hành niệm, 4 phẩm trú, 4 vô sắc. 30 nghiệp xứ này nó sẽ cho cả cái thành đạt cận hành tu tiến và cả kiên cố tu tiến, tức là đắc được, nghĩa là cận định và đắc được nhập định. À, nhập định của tầng nào thì tính theo tầng đó. Nếu nói như vậy thì người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó phải là tùy. Không, cái đó là theo bên Bắc Tông thì dạy là kêu tên Phật. Yeah. Mà Đức Phật không dạy kêu tên Phật, mà Đức Phật dạy nghĩa là phải niệm ân Đức Phật. Thầy niệm ân Đức Phật niệm. À, đó là niệm ân Đức Phật là chẳng hạn như bây giờ điểm 10 cái hồng chánh Phật á ra xong mà xong bút tô bút cha cho nó xong mình nói xuống bút tô lô các đồ ăn nút các đồ bút đi xa đầm mà sao thí sắp tha đều bút xuân ăn bút tô qua tiết. À, Đức Thế Tôn ngày hiệu là Á Răng thì chúng ta phải niệm Á Răng là gì? À, chúng ta Đức Thế Tôn hiệu Samma Sambuddha Bố Thô Á Răng là bậc A La Hán đó, ưng cúng đó. À, cũng giống như mà nó niệm về cái Samma Sambuddha Bố Thô là đấng chánh tự giác, tự mình giác ngộ trong thời chỉ dạy. Hay là Quý Cha cho đó năm anh Samanto là Đức Thế Tôn hiệu Minh Hạnh Túc. À, đó là đầy đủ mình hạnh thế nào gọi điều mình tin. Người ta có một điều bộ đây là người ta giải tổng tổng quát, còn cái kia người ta mới chi tiết ra niệm Phật như thế nào, niệm pháp là người tăng là người ta chỉ niệm ân Đức Phật, là tức là cái đặc tánh của một vị Phật. À, chứ không phải ta kêu tên Phật. Thành ra nghĩa là nó có một cái câu chuyện mà không biết là đời nó đặt hay là ai đặt, không biết cái này chắc bên đời đặt nói chuyện vui vui. Nhưng mà không biết thôi tôi thấy cũng nên nói. Đó cái đó thì mất công nghĩa là nó trở thành cái hí luận. Tức là chúng ta là những pháp để nó chơi, nó đùa thôi, nó mất lợi, tức là nó không có cái giá trị. Tuy niệm tăng là sao thưa sư? Hả? Tuy niệm tăng. Ân Đức Tăng. Ân Đức Tăng thì các cô nghĩa là cũng không biết tăng như thế nào, pháp tăng như thế nào, nó khổ cái chỗ đó. Bà sư, Ân Đức Tăng nó niệm à? Ân Đức Tăng nha, niệm một cái điều đầu tiên. Subhatipanno Phakkavato Savakasangho. À, tăng thinh văn của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh. À, tăng thinh văn của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, tức là bậc đã hành trì tốt đẹp. Hành trì cái gì tốt đẹp? Hành giới, hành định, hành tuệ, gọi là hành trì tốt đẹp. Đó là một cái Đức Tăng vậy đó. À, tăng thinh văn của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Đó, ta niệm cái ân đức của tăng để ta thấy rõ cái đức tăng và thấu rõ cái ân đức tăng. À, thiện hành, thiện hạnh chứ không phải thiện hành, cái hành trì tôi tốt đẹp đó, thì ta niệm cái ân đó người ta phải thấy được cái ân đức đó. À, ta niệm cái ân đức nào ta mới thấy rõ được cái ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng có đầy đủ hết. Cái đó thì quý vị có thì để sưu tầm thêm cho quý vị. Cái đó là cái niệm ân Đức Phật. Niệm ân Đức Phật đó là có từ niệm pháp thì niệm pháp thì niệm tăng, từ niệm giới thì niệm thí thì niệm thiên. Pháp thì nhiều lắm, sao mình biết cái gì mà niệm được? Hả? Không phải biết sao không biết, người ta có cái gì, có cái giới hạn của nó. Sư, mấy người này đang thắc mắc về niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Con nghĩ sư nên giảng ba cái đó. Không có thời gian nhiều nên như đó giải Phật thôi, còn đó muốn học Phật có thời giờ pháp khác. Cái đó kiếm ở đâu có thưa thầy? Đây, từ từ đi, thì muốn thì sư cũng dẫn ngay chứng ngay cho được chứ. Nó nhiều lắm chứ không phải không? Đây. Chứ giờ sư chỉ 40 đề mục thì chỉ này đó cũng không, cái này chúng ta học theo này. Chúng ta học là về cái nguyên cái sách này là học là về lý thuyết, còn chúng ta muốn đi thì ta theo từng cái phần đó là phần khác nữa.
Chỉ vậy mọi người rút về được không? Không, thầy tóm được vậy đó rồi. Thầy phải tìm cái pointer thì chỉ cho mình để mình đồng mình tự kiếm nào. Có sự sắp đặt con tài liệu cho con tự đọc được. Thầy dạy được 6 tháng. Thầy đã học 3 năm. 3 năm. Cuộc đời mà người chú nó cuộc đời rồi chú sống đến 3 năm rồi từ đó đối chú nó đúng là đời nó thương đời có phụng mẹ nó có bài tin là đó in cho cái cô ở đây là cái bài kinh này á là vào cái ngày lễ Uboshatha là cái ngày trai giới. Trai giới đây là chưa có xác định mà là cái ngày nào hết, đó là bắt quan trai giới 1 tháng 6 ngày như đã nói đó. Lúc bây giờ đó thì vào Visakha vào sáng sớm, thường thường ta muốn thọ bắt quan trai giới đó, quý vị nên nhớ vào sáng sớm. À, nó có thể khoảng 4 giờ đến 5 giờ, có thể là người ta đến chùa theo truyền thống Phật giáo Phong Thủy là 4 giờ ta đến chùa là tụng kinh. Sau khi người ta tụng kinh lễ Phật đâu đó thì ngồi thiền là khoảng chừng 5 rưỡi đến 6 giờ. Là lúc đó là thỉnh kinh tăng lên và tiền bắt quan trai giới cho. Thì do là vào Visakha thì cũng theo thông lệ đó vào ngày trai giới sáng sớm mà đi tới Đức Phật đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật hỏi rồi sao mà ngươi đến sớm về như thế này? Thì Đức Phật bảo nó hôm nay con đến để con thọ bắt quan trai giới. Thì Đức Phật có phân tích có ba loại trai giới này, một là trai giới người chăn bò, bắt quan trai giới người chăn bò, bắt quan trai giới của nghĩa là cái đạo lão thể thì bắt quan trai giới của bậc thánh. Có ba loại. Thì bắt quan trai giới người chăn bò là sao? Giống như bây giờ người ta nghĩa là cái người làm thuê người ta lãnh bò người ta cho ăn, thành ra nghĩa là khi mà như vậy đó thì phải nói là cái đó là con bò mà nó có được sữa gì là chủ hưởng cho nó có hưởng. Thì cũng giống vậy, cái người giữ bắt quan trên giới mà nghĩ là hôm nay ta ăn đồ ăn này ăn đồ, đồ ăn kia là mai ta ăn đồ ăn này đồ ăn kia mà tức là lo mà nó giữ bắt quan trên giới mà tâm tối ngày cũng nghĩ đến cái ăn thôi. Bởi nhiều khi mình chiều mà không ăn được thì mình tính nghĩa là ngày mai mình ăn hay bữa nay nghĩa là mình ăn nghĩa là để trừ buổi chiều trừ buổi tối gì đó vân vân. Đó, đây cho nói tóm tắt thôi chứ không đọc từng cái. Còn bác quan của trai giới mà của cái tụi đạo lão thể đó thì nó nói là bây giờ giữ cái giới không sát sanh thì ở hướng đông thôi khoảng 100 vô tầng đó. Còn nếu mà ngoài 100 vô tầng á thì không sao, có phạm cũng không sao đó. Thành ra hoặc là nghĩa là hướng tây hoặc hướng bắc hay hướng nam gì đó họ cho biết vậy. Như vậy họ khích lệ cái lòng thương tưởng từ mẫn đó, một số sinh lại tức là một số sinh vật thôi chứ không phải số nào cũng được. Giống như những số sinh vật lớn cũng mấy rùa mũi kiến gì đó thì cái đó không sao, họ không biết lại lòng thương lòng từ với một số sinh vật khác với những con nào hoặc là gì đó họ có cái giới hạn. Còn trong ngày bắt quan trai giới thì ngược lại á thì họ là đạo lãnh thể mà họ khích lệ đệ tử như sao: này các ngươi hãy quăng bỏ tất cả quần đây, bây giờ nên nhớ cái này chúng ta phải để các ngươi là bao gồm cả trai lẫn gái luôn, còn để cho ông chỉ giới hạn trai thôi. Hãy quăng bỏ tất cả quần và nói như sao: ta không có bất cứ gì vật gì bất cứ ở đâu gì bất cứ chỗ nào, bất cứ việc gì bất cứ ở đâu bất cứ chỗ nào là không có cái gì là của ta. Chứ là đạo lão thể họ cũng là vô ngã đó chứ ngoại không đó, vô sẵn đó. Tức là lúc đó họ cởi đồ hết, tôi quăng cái đồ hết rồi nó bây giờ nghĩa là không có gì là của ta đó. Thì đó nên họ quăng nè đó. Đó là lúc đó là cái giống họ giữ bắt quan trai giới bằng cách đó là giống như họ không vướng bận gì cái gì trên đời, giống như sanh ra cha mẹ như thế nào bây giờ như vậy. Nhưng mà Đức Phật mới nói rằng nhưng cha và mẹ của người ấy biết là người ấy là con của mình nếu người con là dị giới, và người ấy cũng biết họ là cha mẹ của mình nếu mà người con nghe thấy cha mẹ nghe là tu theo đạo lão thể, và vợ và con của người ấy biết thể là chồng và cha của mình, và người ấy biết họ là vợ tôi tùy theo cái người mà đó cái người đó, hoặc là các người nô tỳ làm công biết người ấy là chủ của họ và người ấy biết cho họ là nô tỳ là nhân viên của mình. Như vậy trong một thời gian đó đáng lẽ khích lệ đúng với sự thật, mà trong thời gian ấy là khích lệ bằng điều nó láo. Đức Phật phê phán điện. Tại sao nó láo? Đức Phật nói đây là cái một sự nó láo. Bởi vì sau khi đi mấy đã qua mà người ấy lại thọ hưởng tất cả tài sản chưa được phân cho. Bởi vì lúc đó là họ bỏ hết. Cái này là không thấy gì của ta hết, ta bỏ hết. Nhưng mà hôm sau là lấy lại cho Đức Phật nói, lấy cái cớ là lấy của không cho, là phạm trộm cắp.
Thế là mà nói nghĩa là hôm qua nói như thế, mà nếu mà nó là không bằng cung cấp, nó là tiên bố là nó lạ. Do đó Đức Phật nói đây là phạm cái sự nó láo, và cũng phạm luôn lấy cái của không cho nữa. Bởi cái tài sản họ đã bỏ rồi, mà muốn xài thì người ta phải cho lại. Như vậy này quý sư ca là lễ trên Bắc Quan thế giới của Niết Bàn Tha này, đáng lẽ được sống thành như vậy thì nó không được quả lớn, không lợi lớn, không cho sang lớn. Còn thế nào là Bắc Quan thế giới của bậc thánh được gọi là thánh thế giới, chính là làm thanh tịnh một cái tâm quế nhiễm với phương pháp tinh nghi. Cái tâm mà chúng ta bị quế nhiễm thì chúng ta dùng cái gì? Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Tức là sau khi giữ Bắc Quan thế giới rồi đó, thì người nào mà thọ trì nghĩa là Bắc Quan thế giới không chưa đủ, và cái ngày Bắc Quan thế giới là phải hành thiền. Hành gì? Hành niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Ta gọi là Phật trai giới, Pháp trai giới, nghĩa là giới tăng trai giới, giới trai giới, thiết trai giới, rồi thiên trai giới, sáu cái trai giới này mới được gọi là thánh trai giới. Còn nếu không chỉ trai giới thông thường thôi. Thao quý vị nên nhớ. Cái Phật dạy là chẳng hạn như giờ niệm Phật là sao? Niệm Phật cái Phật á, đây là Thế Tôn, cái TV show Bắc Qua đó. Á Rang là Phật ưng cúng, chánh định giác minh hạnh, thiện thể, thế gian giải, đi vô thượng sĩ, điều người trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì chúng ta ban đầu chúng ta niệm là niệm để phục lòng. Quý vị trước hết là quý vị là niệm là thuộc lòng, giống như niệm 32 thế được thì đây là niệm 10 các đức tăng. Niệm tới, niệm lui, niệm xuôi, niệm ngược, niệm khi nào mà thuộc lòng rồi, cái tâm mà nó đưa đến cận định rồi, quý vị mới đi bước thứ hai là tìm hiểu cái ý nghĩa của cái từ ngữ đó. Quý vị nhớ giai đoạn nào không có được phép mà tìm hiểu nghĩa. Cái niệm á ràng hoài chuyện nào cái tâm đưa đến cận định rồi. Rồi lúc đó khi tâm mình đưa đến cận định tụ vào cái đó rồi, nó không có tìm hiểu cái đó là học thêm nữa. Thì khi mà tìm hiểu cái đó, một là tâm nó cũng đã tỉnh tính, nó đi vào cái cận định. Hai nữa mà tìm hiểu cái đó, nếu mà hiểu sâu xa được đó, có thể có khả năng đắc chứng đạo quả. Đó là nó thuộc về quán rồi đó. Nên người tôi là quán tưởng, niệm Phật quán tưởng đó. Đó là 10 cái hồng chánh này, do mình niệm như vậy đó. Thì trước hết là tâm mình được tỉnh tính, hiểu được Đức Phật như thế nào thì cái tâm mình là tỉnh tính Đức Phật. Thì hân hoan sanh khởi, tức là pháp hỷ sanh khởi. Các phiền não của tâm được đoạn tận, tức là muốn nói là lúc đó nó lắng nhiều đó. Đó là niệm Phật. Còn niệm đây là Đức Phật cho thí dụ thôi. Vì niệm pha niệm pháp là niệm như thế nào? Đây nè, pháp đã được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, tiếp thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được người trí từ mình chắc hiểu. Đây là gọi là ân đức pháp, nó có 6 điều. Một là soa ca tô qua ta tham mô, pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng là một. Sanh đó là sanh thế tích cô là hai, tức là muốn là tự mình thấy rõ. Sanh thế tích cô chúng ta gọi là tự kiến. Akaliko là không có thời gian. Rồi Obanayiko không phải, còn thiếu một cái chơi. Cái này Ehipasiko là đến để mà thấy. Obanayiko là có khả năng hướng thượng, đó là có khả năng đưa người ta ra giải thoát đó. Bất chấp tăng quy đi tắc mô quy nhiêu hí, đó là được người trí tự mình chấp hiểu. Đó là 6 cái hành đức của pháp đó. Thì chúng ta nhìn theo cái cảnh nào là được đó. Còn đức tăng thiện hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là đây là chúng mình chưa được Subhati Bando Pháp Qua Tô Sa Quá Thế Sanh Cô, Sa Quá Sanh Cô là tăng thinh văn, chúng ta dịch chính đệ tử này là chúng ta phát nghĩa. Tức là chưa tăng thinh văn là bậc là thinh văn của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Chưa tăng thinh văn là đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc, nghĩa là trực hạnh là đúng rồi. Chưa tăng là đệ tử đó là bậc ứng lý hạnh thì cũng là đây là dịch thì nó cũng được nghĩa hạnh. Tức là làm đúng lý đó, là tu tập đúng lý để mà đi từ phàm sanh thánh đó. Chư tăng của Đức Tôn là bậc chân chánh hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Cái này thì dịch theo cái nghĩa sư đã dễ. Chúng đệ tử của Tôn là bậc đáng mà đáng được cúng dường, đáng được đãi tặng. Đãi tặng á, ta tặng gì? Giống như có khách quý tới mà tặng, đúng không? Khách quý tại tại sao vậy? Thì chư tăng đó, nếu mà nói theo cái lý này, chư tăng giống như là khách tới. Để cho tăng gì, nghĩa là khi nào có Phật tới, có Phật mà ra đời thì mới có tăng, thì tăng xuất hiện trong thế gian này giống như là khách ghé ngang cái kiếp này một chút xíu thôi là đi, tức là chỉ có 5 ngày 5 đi. Thành ra nghĩa là gặp khách quý mà tới thì chúng ta nghĩa là đãi tăng, đáng được cũng vừa là chúng ta hiểu rồi. Đáng thọ tính thí, có hiểu mà đáng thọ tính thí là làm sao vậy? Cái người nếu mà người cúng dường mà về đức tin thì mong cầu có phước báo, mong cầu được giàu sang trong tương lai, mong cầu được giải thoát, thì những vị cho tăng là những vị đáng thọ tính thí. Và hơn nữa những vị tăng này cũng đáng chấp tài lễ. Đó là đáng được lãnh lễ đó, là phước điều vô thượng ở đời. Đó là nghĩa là chính ân đức tăng này, chúng ta niệm ta niệm tăng vậy thì nghĩa là cái pháp hỷ nó sẽ sinh khởi hay cận định sinh khởi với chúng ta. Người ta còn niệm gì? Niệm giới nữa. Giới đây thì giải thì dịch theo cái câu chuyện giới không tách bìa, không bị lũng giữa, không bị lốm đốm, không bị rỗ nhâm, được tự do, được người trí tán thán, không bị bám chấp, năng đưa đến định. Đó là
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái ân đức giới. Đó là ân đức giới đó. Còn người ta niệm thí là... Đây, như là thiếu ta. Phật Pháp Tăng Giới Thí Thiên Thiểu có thí rồi. Phật Pháp Tăng Giới Thí Thiên Thiểu có thí rồi. Đâu mục tiêu rồi. Niệm thiên. À, giới trai giới rồi thí trai giới rồi tới thiên trai giới chiếu chiếu đây chỉ một trai giới chiếu chiếu rồi à, giới trai giới rồi thí trai giới rồi thiên trai giới à, ở đây là ba thiên trai giới là có những chư thiên à, tức là thiên dương cho đến cái cõi phạm thiên hai chư thiên cao nữa đầy đủ lòng tin như vậy chư thiên chết chỗ này sinh lại chỗ kia tức là niệm gì tức cái tinh giới gian thí tuệ của chư thiên vậy thì khi nào mà chúng ta quý vị niệm cái chỗ này rất là quan trọng à đây là cái phần sau cùng khi niệm vậy đó quý vị nghĩ á bây giờ nghe năm pháp năm tài sản nhân là tính tài giới tài thí tài văn tài tuệ tài quý vị nghĩ là khi mà xét thấy rằng chư thiên có được năm cái tài sản nhân này ta cũng có năm tài sản nhân này mà quý vị quan trọng là lúc này tu tập á quý vị mới thấy tài sản quý vị bằng ai trong ba cái hạng trong chư thiên bằng thiên chúng bằng thiên tử bằng thiên dương là thiên chúng này là dân thiên tử giống như mấy ông quan vậy đó mấy nhà giàu có vậy còn thiên dương là vua của trời nếu mà gì mà tôi nghĩ rằng đó là giờ ông vua trời đó đi thì tính với dân thiên tử cũng giống như ta thôi đó là cái người mà tôi mà được cái này là người đó chết là làm thiên dương đó còn người nào tôi nghĩ là thiên tử ta cỡ bằng thiên tử vậy chứ là hơn nghĩa là dân chúng thông thường tính với dân thiên tử là bằng sanh lên để làm thiên tử còn nghĩa là mình có đó tính giới dân thiên tệ là được thôi chứ mình cũng chưa dám so sánh ai là cái người đó chỉ sanh làm cái thiên chúng thôi đó là ba cái cấp đó bây giờ tu đó, theo Phật giáo là có thể làm vua trời luôn chứ phải không rồi à, giới ra giới và thiên giới rồi sau đó nghĩa là cái người giữ bát quan ra giới đó thì phải nói rằng vào chiều tối đó họ phải nghĩa là phải gì phải quán tưởng về cái giới tám cái giới này quán tưởng như thế nào bởi vì cái bát quan ra giới này có nghĩa là cái người đó là xuất gia một ngày hay tu hạnh A La Hán một ngày. Quý vị nên nhớ là tu hạnh không phải hạnh thượng mà hạnh A La Hán à. Bởi sao vậy? Ở đây Đức Phật mới dạy cho chúng ta. Rồi vị thánh đệ tử ấy này quý vị cao suy xét sao, quán xét như sao, quán tưởng như sao? Cho đến trọn đời các vị A La Hán từ bỏ sắc sanh, tránh xa sắc sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tầm quý, có lòng từ, sống thương, sống đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và là hữu tình. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay ta sống từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tầm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và lão tình. Về chi phần lần này ta theo gương các vị A La Hán ta sẽ tình bây giờ đó giữ sát sanh thì chưa A La Hán là trọn đời ta giữ ta không phạm giới nữa, còn ta cố gắng làm sao nội trong một ngày nay lưng bây giờ phạm giới là chúng ta tu được một ngày thánh, tu hai ngày thánh, ba ngày thánh, bốn ngày thánh, trong năm ngày thánh, sáu ngày thánh, bảy ngày thánh, tám ngày thánh, trong tháng là chúng ta đã được tám ngày. Đó là bát quan trai giới, gọi là thường lệ trai giới. Còn bát quan trai giới thứ hai nữa gọi là bát quan trai giới ngày rước ngày đưa thì nó gồm có nghĩa là 19 ngày là bát quan trai giới ngày rước ngày đau. Thứ giờ giống như bây giờ nghĩa là cái trong nghĩa là một tháng có 8 ngày thì đó mùng 5, mùng 8, 14, 19 là cái tháng đầu cái nửa tháng đầu, nửa tháng cuối là 20, 23, 29, 30 là 4 ngày của nửa tháng sau là coi như là 8 ngày. Thì do đó bác quan đây rơi giới người rước là đứa nào giống như chúng ta trân trọng cái ngày đó là ngày chính, giống như chúng ta rước nguyên thủ rước gì đó chúng ta phải chuẩn bị trước một ngày, giống như là cái ngày mùng 5 là cái ngày chính là thọ trì bác quan đây giới thì người ta trân trọng về cái ngày giới đó người ta sẽ thọ trì từ mùng 4 trước, gọi là cái lấy là thọ trì giới là để rước cái ngày mùng 5. Và sau khi rước ngày mùng 5 rồi ta đưa tiễn cũng giống như chúng ta rước sắp quý vậy, ta đưa tiễn thì do đó ngày mùng 6 thì giữ bác quan đây giới, ta giữ liên tục là cái có ngày rước là đưa cộng lại là 3 ngày. Thì mùng 8 ngày 9 thì mùng 7 và mùng 9 đó là người ta mùng 7 là rước và mùng 9 là đưa. À, đó là bao nhiêu ngày rồi? Là 6 ngày. Thấy không? Rồi ngày 13 là người ta rước nè, 14 giữ, 15 giữ nè, 16 đưa. Là cộng về cộng 6 ngày với cộng 4 ngày là 10 ngày. 10 ngày rồi thì do đó mà cái ngày 19 là rước, 20 là chính, 21 là đưa, là 22 là rước, 23 là 9, 24 là 6 ngày nữa. Là 10 ngày 6 là 16 ngày. Thì 28 là rước, 29 30 là cái ngày chính và cái ngày mùng 1 là cái ngày đưa. Thì cộng lại nhiều. Ngày đưa, ngày rước. Hả?
Sao? Có ngày đưa, ngày rước con thấy rõ người ta buổi sáng vô cái buổi chiều xả. Này thì theo nghĩa là kinh sách dạy lại hay bậc thánh thì dạy lại cho chúng ta đó là cái loại bất quan thế giới này phân tích ra nó có nghĩa là bên bất tông người ta học theo cái cách người ta vẫn nói nhưng mà theo cái truyền thống bậc giáo thể đó là cách thứ hai này tôi gọi là Bhatichakara Uposatha thì dịch là biệt phòng thế giới. Nó coi là mà gọi đó mà nói theo thông thường đó là bất quan thế giới ngày rước này đưa. Rồi, gọi là biệt phòng thế giới bởi vì một sao giữ nghĩa là cái sự cẩn thận cái ngày thế giới thì chúng ta phải giữ trước cái ngày thế giới để cái ngày thế giới đó ngày chính là ngày đó coi như giống như cái ngày đó là hoàn toàn tốt đẹp ngày trước chúng ta cũng giữ tốt đẹp nhưng mà nó chưa phải là trân trọng ngày chính rồi cái ngày đưa chúng ta cũng vậy đưa tiện chứ không phải mà chúng ta mới giữ ngày hôm nay trong sạch ngày mai để chúng ta xả giới là nó tiêu rồi mới buổi sáng nó bị chiều xả rồi hả không giữ bắt quyên ra thế giới phải trọn ngày trọn đêm nếu làm như vậy là nó bắt quanh thế giới nữa phải chừng nghĩa là được phước cái kiểu giống như cái ông già xoa đó đó mà tối thì ông làm chư thiên mà ban ngày nghĩa là ông làm ma quỷ trong kinh cũng có câu chuyện đó là lúc bây giờ đó có cái ông dạng mà cái ông mà ban đêm thì ông hưởng sướng mà ban ngày ông vậy đó là tại sao vậy có ông đó ông buổi sáng ông đi săn thú ha ông săn thú tức là ông sát sanh sát sanh nhưng mà chiều tối là khi mà rảnh rỗi ông chạy qua cái cốc độc sĩ ông ngồi nghe pháp nói chuyện đàm đạo người pháp thành ra khi mà ông chết rồi nhờ lúc ban đêm ông làm chưa tiền ông hưởng nhưng mà ban ngày là ông đi làm cái việc ác rồi ông sành thành thành người quỷ ông phải trả quả đó đó thành ra nghĩa là nếu bắt con đi đó là một quả thứ hai thôi nó còn một quả thứ ba nữa thầy in cho tụi con cái đó rồi cái đó mình sao đi bây giờ lo học rồi để ý cho đủ thời gian cái ba nó gọi là biệt phần thế giới thì bác quan trai giới này phải giữ trong 3 tháng hạt tức là từ 16 tháng 6 cho đến 15 tháng 9 phần hồi nãy là biệt phòng à biệt phòng nó khác đây cái tên nó khác bát tia có rác thì chúng ta dịch là biệt phòng nhưng mà bát tia ha rí giác bắt khác của Bosata chúng ta gọi là biệt nó có tên Bali hết vì nên nó nói gì phải có Bali là mới đúng chứ còn nó nói từ tiếng Việt của công tổ nào đó chứ không phải là cung thánh hay cung phật đây là nói là cho đến trọn đời từ bỏ sắc sanh cho đến trọn đời từ bỏ trọng cấp cho đến trọn đời từ bỏ từ bỏ về tà hành tức là từ bỏ cái này là coi như là kiên cử luôn giả sử như mình nghĩa là có vợ có chồng tuy rằng nó hợp pháp nhưng giữa bắc quan thế giới thì ngày đó phải kiên cử ăn nằm đó là coi từ bỏ cái này gọi là từ bỏ cái thông dâm gọi là thông dâm từ bỏ nói dối từ bỏ uống rượu từ bỏ ăn sáng giờ ăn bữa không ăn ban đêm không ăn phi thời đó cho đến trọn đời từ bỏ cái gì múa hát nhạc diễn kịch hay là không trang sức rồi qua hương liệu dầu thơ và các thời trang từ bỏ nghĩa là nằm giường cao giường lớn mà chỉ nằm giường thấp và giường nhỏ hay điểm cỏ thôi hồi xưa mà làm vua hay là công chúa mà thọ có quan trai giới thì tôi lấy chiếu tôi trải đất tôi nằm tôi bỏ tôi không có nằm lên con sàn hay nằm cái giường niệm cao quý đó cái gì thấy rõ ràng bây giờ nó qua Mỹ thì sẽ nên thấy nằm mấy tầng mấy lớp luôn rồi coi chừng đó giữa bác quan trai giới là nó hư rồi đó Đức Phật mới nói về giữ đúng như vậy đó tu tập đúng vậy đó thì mới có được cái gì có quả báo lớn có lợi lớn chối sáng lớn và ánh sáng lớn như thế nào Đức Phật ví như cái người mà ở đời đó mà làm vua mà cai trị 16 nước cái chư hầu ngày xưa giống như bây giờ nó làm tổng thống Mỹ đi thế đó mình nói giống coi hết cai quản mất nước nào hay là làm ông vua nào vua cai quản cả cái đất này đi nữa thì cái phước báo đó là nó không bằng cái chủ quyền mà làm vua đó không bằng 1/16 người thực hành thế giới đầy đủ cái tám mặt này vì cái sao vậy nếu gì nhỏ nhoi thay là cái vương quyền của là người soi sánh hạnh phúc chư thiên người ta chư thiên người ta 50 năm của đời người nó bằng một ngày đêm của chư thiên tức là dương 30 ngày thành một tháng 12 tháng và ta thành một năm mà ta sống 500 năm chư thiên như vậy chúng ta tính ra cái tuổi người chúng ta là 9 triệu năm ha người ta chỉ cần giữ bác quan thế giới một ngày ta được 9 triệu năm sống được nghĩa là nhất thiết an lạc như thế này thì hỏi là nghĩa là so với cái vua này có ở giỏi lắm mà vài chục năm mà ở nơm nốt lo sợ người ta lật đổ người ta đảo chính người ta giết ám sát còn thích khế tám các đủ cái chuyện đó nên giờ đó Đức Phật so sánh ở đây thì Đức Phật không cần cho nhiều chỉ so là bằng 1/16 người ta thôi để mà khích để kiến khích người ta rồi Đức Phật nó đâu phải mà giữ bác quan thế giới mà chúng ta sanh này gọi là tệ nhất bây giờ nhớ là tệ nhất mà sanh tới đại thiên dương còn bắt đầu từ từ hơn chút nữa là tới đạo lợi hơn chút nữa là tới dạ ma có trời dạ ma hơn chút nữa là lâu sức hơn chút nữa là quá lạc và tổng cùng của những bác quan trai giới là lên tới tha quá từ bà thiên rồi đó là nhỏ nhau vậy hồi đó thì chúng ta hiểu bác quan trai nghĩa là cái bác quan trai giới và hiểu luôn cả cái gì đó cái ý nghĩa mà niệm phật niệm pháp niệm tăng.
rồi. Đây là trong đây là nó nhiều cái tư liệu lắm, là in, nghĩa là phải nói cái máy in này mới đủ chịu nổi, chứ không có máy nào mà chịu nổi nữa. Rồi con tiếp đi, chúng ta con theo tiếp. Nguyên do là mùa đó đó là 30 nghiệp xứ còn lại thì mới thành là cả cận định và cái nhập định. Còn trong 30 nghiệp xứ này, nếu mà 10 biến xứ xứ đó là Kasina đó và nghiệp xứ nhà nhập tức sắp tức. Không phải cái này là không biết cái chữ này chữ gì đây. Nhập hơi thở. Đúng rồi. Cái này chắc bỏ chữ và, bởi vì hai pháp này có thành lực nhiều 10 biến xứ, đúng rồi. Cái nghiệp xứ nhập tức xứ nghiệp. Hai pháp này có thành lực nhiều cho thành tựu thiền sắc kể từ sơ thiền đến ngũ thiền, tức là trong đời một đất nước lửa gió sinh tỏa dành nắng. Không và ánh sáng thì đắc được từ sơ thiền đến ngũ thiền, và cũng niệm hơi thở chúng ta cũng niệm đắc từ sơ thiền đến ngũ thiền. Còn riêng mà ba cái phạm trú mà tứ vô cũng tâm từ bi hỷ thì cho thành tựu đến tứ thiền thôi, còn phạm trú tứ là xả thì mới đắc đến ngũ thiền. Còn bốn pháp vô sắc là thành tựu duy nhất mà có thiền vô sắc mà kể vào trong thành phần ngũ thiền giống như chúng ta học được. Đó là 30 cái nghiệp xứ cho thành tựu kiên cố thiền, tức là trừ 10 cái điều tùy niệm nữa còn lại là đắc được, nghĩa là định hết. Rồi bắt đầu phân loại về tu tiến, tức là phân loại về cái hành cảnh của nó, cái cảnh mà nghĩa là khi đây là nó có cách khác, tức là phân loại dẫn chức. Bởi vì niệm cái đề mục nào ra cái chứng đó, mà niệm đề mục này nó ra cái chứng khác. Giống như thấy bên Bắc Tông ta niệm Phật á, niệm Nam Mô gì Phật á, lúc bây giờ người ta không thấy Phật nữa mà người ta thấy tiên, thấy gì đó, thần linh gì đó vân vân, ta chạy theo cái đó là thua rồi. Hay là ta chỉ niệm hơi thở hoặc ánh sáng hay niệm một cách nào đó không biết mà nó ra cái cảnh mà cảnh khác rồi chứ. Thường thường ông thầy đó quý vị nên nhớ cái điểm đặc biệt cái của Đức Phật cái chỗ này, một cái đề mục Đức Phật biết rõ ràng nghĩa là tu tiến như thế nào, nghĩa là cái cảnh nó sanh ra thế nào và đắc định thế nào là đó là cái Đức Phật. Còn bây giờ một số cái ông tổ thiền của các trường phái khác nhau quý vị nên nhớ dạng của đề mục mà không biết đề mục này ấn chứng nó là cái gì lung tung hết, và hơn nữa nó đi đến đâu thì người ta cũng không biết, nó là cái hành đại thôi. Đó, giống như giờ sẽ nói là những cái pháp giống như về cái pháp sơ hồn hay là pháp luyện công hay là về pháp yoga gì đó, nó mấy cảnh nó không được rõ ràng, thành ra chính vì đó mà nó ra cảnh nào hay cảnh nấy mà hên đó thì nó không sao, mà xui cái là nó bị lạc thiền, là xui cái tổ quả chập ma, xui cái là bị điên thì cái đó là chết, nhớ là mấy ông thầy tôi bị cái bệnh đó. Thì đó là không có, nó phải nói hên xui chứ phải đúng sai. Cái này hên xui mới đúng sai. Người ta hành vậy là phải nói lúc đó gì nó nhớ cũng một cái đề mục đó, mà người này hành sao mà có một đề mục người đó phải vậy. Cái đó chúng ta khó mà xét đoán cái chỗ đó. Đó, thì tại vì sao mỗi cái tưởng mọi người khác nhau, có người tưởng tham, người tưởng sân, người tưởng si, cái đó khó nói lắm. Nhìn sắc chết đó từ từ. Đó đó. Thì trong ba loại cái ấn tướng này, đó là khởi niệm tướng là thủ tướng. Hai là khởi niệm tướng và thủ tướng cũng giống như là đối phần tướng, ba cái tướng này chúng ta gọi là sơ tướng này. Đó, và thủ tướng là chúng ta đó là thủ trì tướng đó, hai tướng này. Hành giả có thể đạt được trong tất cả nghiệp xứ tùy thứ ứng pháp môn, tức là đề mục nào nó cũng sẽ có hai cái điều này. Nhưng mà riêng về cái đó phần tướng này á, không có phổ biến trong tất cả nghiệp xứ, mà nó chỉ đó phần tướng này chỉ có riêng trong có 22 nghiệp xứ thôi, quý vị nên nhớ cái quan tướng này đó, nó chỉ có 10 đề mục biến xứ đất nước lửa gió sinh tử hành trắng vậy, hoặc là 10 đề tử thi. Đó nó ra cái 10 đề tử thi á, quý vị có thể thấy tử thi, mà lúc bây giờ thấy tử thi là thấy giống như một cái tử thi nó bình thường, nó trong sạch, giống như cái kiểu mà nó giống như một cái xác ướp vậy. Không phải, lúc đó nó ra cái ấn chứng là cái đề mục của cái đấu phần tướng rồi. Bây giờ thấy tự thiên bên ngoài thế nào, thấy tự thiên bên trong nó cũng giống vậy. Nó có phát quan thì bây giờ mới nhìn thấy được cái gì, cái quế trược của nó. Một cái thân hình điện là 32 thế trược, hoặc là đề mục xuất phát cái điện. Đây là những đề mục nó mới có cái đấu phần tướng. Còn đề mục mà giống như trong đây, nghĩa là quý vị thấy trừ cái 22 đề mục này thì chúng ta thiếu cái đề mục gì? Từ bi hỷ xã, mà từ bi xã sao? Cái đối tượng đó là cái đối phần tướng, nó là khác, nó phải là đối tượng chúng sanh. Bây giờ nên nhớ cái đó là một cái phần tu tập riêng, nhưng mà ở đây thì chỉ dạy cái đối phần tướng này. Đối phần tướng này nó không có trong đầu từ bi xã, vì nó đối tượng khác. Do vậy đó mà thật vậy hành giả mà đắc cái cận hành định và kiên cố định thì lúc giờ mới xài cái định này. Chứ không phải là cận hành tu tiến và kiên cố tu tiến. Tất cả những định tướng ấy đều phải nhờ giữ lấy đối phần tướng làm cạnh, tức là phải nắm lấy quan tướng đó. Nó giống như niệm hơi thở thì chúng ta phải nắm tướng hơi thở, là của quan tướng của hơi thở đó. Niệm đất thì cũng nên nắm tướng đất, nước, lửa, gió.
đó ha, niệm 32 thì được, chúng ta phải nắm tóc lông móng răng da chúng ta nên nắm cái tướng đó thì chúng ta mới nhận được. Niệm sát chết thì không cần cái quan không đâu, nó có đó, nó là đốt tướng mà, tức là cái quan tướng mà, thì nó cái tướng sát chết thì cũng cô cũng thấy sát chết, tóc lông móng răng da thì quý vị cũng phải thấy đầy đủ, tóc ra tóc móng lông răng da da thì gần như được, nó không có phát ra ánh sáng, chỉ thấy nó biến chuyển không, nó cũng nghe cũng có được ánh sáng, nhưng mà con ánh sáng nhiều, một ánh sáng có đó, ánh sáng của cái giống như một cái cảnh của nó, của nó giống như tấm hình mà chúng ta in ra nghĩa là nó bóc lên vậy ha, chứ không phải là cái cái xác giống như chúng ta lá xác sình xác thúi của chúng ta nè. Đó thì bây giờ người ta mà hỏi tiếp cái khởi niệm tướng thủ tướng này đó còn tướng ba cái tướng này thì bây giờ phải hiểu như thế nào, thì bắt đầu nó trả lời là hành giả sơ căn a đi cầm cái cá tức là giả cái giống như bắt đầu nghĩa là tu tập về cái thiền định à, tức là không có hành nghiệp xứ từ đời chúng trước, tức là đời trước này bây giờ nó nhớ nha, cái đời này trước đó tức là kiếp trước chúng ta không có tu tập, thành đời này chúng ta tu tập khó khăn lắm, mà phải nói là trong bên lão có này, có người khi mà tu thiền phải nói là rất là cực khổ, người ta người nào cũng có chứ, mà tu người này cũng có thể 1 năm 2 năm 3 năm 5 năm hay hoặc là nhiều hơn nữa, tu rất là mệt mỏi tới chừng mà tu đắc được mới thấy, giống như từ cái kiếp này nè ha, trời ơi, trước khoảng 10 kiếp mình cũng có đắc thiền, nó nhiều khi cái duyên đắc thiền đó nó trợ cho một cái duyên đắc thiền này, nhưng mà khoảng 10 kiếp nghĩa là đi về tới đây cái kiếp nó đi chơi không à, giống như giờ một số người ở đời ăn chơi thôi đó à, cái mà bắt đầu vô tu ra nó cực khổ, còn cái người mà đó đời 1 2 đời trước mà nó có tu thiền rồi đời dễ lắm, đời này là tu là nó đắc trở lại rất là mau lẹ vậy. Tại sao vậy? Nghĩa là khoảng mà 10 năm ở giữa này nó đóng bụi nhiều quá rồi, chúng ta phải tẩy cái tâm chúng ta hết cái tham hết sân hết si, nó khó lắm chứ mọi người. Nó nói theo cái lý vậy đó. Do đó ta đề nghị bây giờ bắt đầu mình tu tập về cái đề mục đất nước gió này đó, thì mình làm cái miếng xứ này đó để ngang trước mặt, cách xa khoảng 2 gác một gang là khoảng 1 thước rưỡi ngồi, nghĩa là ngó vô cái miếng xứ này, không có niệm đất như vậy thì cái này gọi là khởi niệm tu tiếp à, đó là tu tiếp ban đầu, cái dòng miếng xứ đó được gọi là khởi niệm tướng, giống như cái này chúng ta nghĩa là đây là cái khởi niệm tu tiếng nè, cái dòng biến xứ đó gọi là khởi niệm tướng này, chúng ta hiểu là cái này gọi là sơ tu tiếng mà chúng ta không hiểu được cái chỗ đó, sơ khởi tu tiếng không được, khởi niệm tu tiếng do đó cái này chúng ta khởi niệm tướng và sơ tướng thì chúng ta có thể hiểu được. Rồi bắt đầu khi nào tâm bám giữ lấy tướng đó à, giữ niệm đó nhắm mắt lại nữa để mà còn nó hiện là trong tâm, để tâm chúng ta nắm giữ trong tâm, gọi là nắm giữ được ấn tướng đó, ấn tướng nó hiện rõ trong cái nội môn của hành giả. Thế là trong đó là nhắm mắt thì chúng ta đã thấy rồi, giống như chúng ta mở mắt nhìn thấy, mở mắt chúng ta nhìn thấy là nhắm mắt nó lại tường hình trong tâm như vậy. Thì cái này đó phải nói có nhiều người đó cái điều ác, điều xấu, điều bất thiện đó thì người ta dễ nhớ, giống như gì mà đi giữa đường mà gặp người ta đụng xe rầm cái người ta đập đầu xuống bể nát là óc não tùm lum tà la, cái là cái gì về nhà tối vẫn còn ấn tượng đó, đây là gọi là ấn tượng đó à, nhưng mà cái bất thiện mà có ấn tượng, mà cái thiện mà đi hoài nó không vô. Tại sao vậy? Cái bất thiện đó nó bằng cái tâm sân, nó phải bắt cái cảnh đó, nó sợ mà nó bắt cảnh đó nó ớn lại. Còn giờ cái tâm thiện chúng ta nó bắt không nổi. Hoặc là chúng ta lên tham, tham nhiều khi chúng ta đi đường gặp cái gì chúng ta thích tới trời, về nhà cứ mau nhớ nghĩ không à. Nè, cũng giống như mấy mà cô mà tương tư mấy chàng đó, nghĩa là nhìn thấy rồi cái là tương tư rồi, cái gì vậy không biết, mình bây giờ phải là có cái người đó, nghĩa là để mà nghĩa là để mà hết cái tương tư thôi, đó phải nhớ là cái tham đó. Nhưng mà cái thiện chúng ta là rất là khó nhớ. Khi ấy cảnh mà tâm bám giữ lấy ấn tướng đó, thấy ấn tướng đó gọi là thủ tướng. Tâm mà bám được rồi, Ukkha Nimitta đó. À, quý vị nhớ cái giai đoạn thứ hai nó gọi là Ukkha Nimitta, hoặc chấp thì tướng mà tâm nó nắm giữ rồi. Thủ đây là nắm giữ à, chứ không phải là thủ là ông thủ tướng. Sự tu tiếng ấy gọi là định tu tiếng, tu tiếng định. Khi giả trụ tâm định lại như đó rồi, sau khi thủ tướng đã sanh thời cũng hành theo khởi sự tu tiếng và định tu tiếng trong thủ tướng ấy tiếp tục, thì cảnh mà thành tựu nhờ sự tu tiếng ấy, Đức Thế Tôn nêu lên chế định là đối thủ tướng thì hiện rõ trong biến xứ ấy, vượt khỏi pháp sơ y à, tức là màu sắc của biến xứ đó hiện rõ xinh đẹp à, như màu sắc ngọc trong sáng thuần khiết, yên tĩnh sung mãn luôn luôn hiện hữu trong tâm hành giả. Đó, hành giả muốn cho lớn cũng được, muốn cho nhỏ cũng được, cho vi tế cũng được, nhiều đang có trong thời gian nào trong thời gian ấy gọi là đối thần tướng đã không xong. Quý vị nên nhớ là lúc đó mà khi mà có đối thần tướng trong tâm rồi, hành giả mới dùng cái tướng để điều khiển cái đó, nghe thu nhỏ lại và điều khiển mở lớn lên. Quý vị nên nhớ nha, thì cái lực tâm của quý vị mà trụ mạnh tới nào đó quý vị mới có thể mà
mà nới rộng cái tướng nó càng ngày càng lớn. À, nó phải tập tập nhiều, định nhiều nó mới tập được. À, bắt đầu từ đó càng hành tu tiến kể là dục giới định, tức là càng hành là dục định, đó là hai cái tâm gì? Ví dụ như mình niệm về đất cũng vậy vậy. À, đất nước với gió nó cũng giống vậy, nó ra được ấn chứng giống nhau. Còn ví dụ mà không niệm tự nó nhảy ra thì sao? Không phải, nó phải niệm chứ, còn tự nhiên ra là mình đã phóng phóng tâm rồi. Tự nó ra vậy là không. Nó có nghĩ tới mà tự nó mở tâm nó ra ám liền. Tự đâu nó ra. Ra nó qua nó phá rồi. Tự nhiên tôi ngồi thì nó thấy nó ủa kỳ vậy, tôi đâu thì đó không nhớ cái chuyện mà cái ông vua ông ngồi chưa, tôi có kể không nghe chưa? Chưa hả? Chưa kể đi. Nhớ có kể rồi mà. Chưa. Nói lúc bây giờ ông đó là cái ông thị giả của Đức Phật. Dạ, ông nhảy ông hát lên. Dạ, ông. À, không phải hả? Ông là thị giả của Đức Phật. Lúc bây giờ nghe Đức Phật nghe đi về đó thì người thị giả là ôm cái bát, giữ cái bát cho Đức Phật để đi về, Đức Phật đi trước. Ông đi ngang cái vườn sạn, thấy vườn sạn đẹp quá. Phải. Ê, ông nói bà Thế Tôn nữa là ở đây vườn xài con thấy là nó mát mẻ thanh tịnh quá, Đức Tôn nghĩ cho con vô con hành thiền. Phật nói là thôi nhờ ngươi khoan hả, ngươi chờ đó coi có ai đó thì ngươi gửi cái bát là họ đem về đi về với ta chờ chút đi. Kêu có là ông nói lần thứ hai, nói tới lần thứ ba rồi Đức Phật cản không được, thì Phật nói rồi thôi vậy thôi ngươi đem bát đây ôm bát cho Phật về nhà, về chùa của mình. Ông trở lại ông chui vô vườn xài ngồi thiền. Ông ngồi thiền giống như cô á, đang ngồi thiền, ông đang niệm thiền mà lúc đó là ông bị thất niệm rồi, giống như cô nói đã thất niệm rồi. Nó thành cái thiền chim bao. Chim bao của cái ngồi thiền á, gọi thiền chim bao, ngồi bắt đầu cái cảnh thiền cái cảnh chim bao nó khởi lên. Ông ngồi vậy đi. À, ngồi vậy cái tự nhiên ông thấy trước mặt ông cung khuyên mỹ nữ nó mua hán đã quá. Ông phải dục tầm sinh khởi, đang thưởng thức hấp dẫn như thế này cái tự nhiên có thằng đính tội vô. Tao đi vô có cái thằng là trộm đi vô hay à. Hãy hành xử nó. Đi 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 đuổi. Mà nó cứ lên báo hoài, nó có chém đầu nó cho ta. Khi mà nó chém đầu cho ta, con giật mình. Ủa, hôm xưa mình ngồi thiền, tại sao tập cảnh này như vậy? Đó, ông quản diện, ông chạy ông báo cáo Đức Phật. Đức Phật biết cái căn duyên, Đức Phật mới nói tại người không nghe là một chuyện cái tích. À, nó đại khái gì đó, thân cường là Đức Phật, nó nhắc cái gì, lo cái chỗ đó tu đi. Tức là Đức Phật đã thấy trước rồi, biết trước rồi, vô ngồi đó là dục tầm sanh khởi, tầm sanh khởi hại, tầm sanh khởi bất thiện sanh khởi là không tu được cái gì hết. À, hồi xưa mà không có chú giải thì nghĩa là mấy xưa có người ta nghĩ rằng chắc có lẽ là thấy vườn xài có những trái xài đẹp đẽ ở trong xuống muốn vô thưởng thức xài hay sao, chứ thật ra không phải đâu. Ông vô ông ngồi thiền, mà ngồi thiền khi mà ngồi chỗ đó đó nghĩa là tại sao mà ông thấy được cái cảnh này, bởi vì ông 500 đời ông làm vua trước đó, ông làm vua mỗi lần có làm vua ông vô trong cái này vườn thượng quyển, ông vô ông phải ngồi đây là mấy cô cung nữ muốn hát vậy, thành ra 500 cái kiếp mà liên tục nó tích tự tụ cái cảnh đó, ông vô nhìn cái cảnh quen là nó hiện lại cái cảnh đó. Đó, mình ra thấy được cái chỗ đó. Đó là lý do đó mình đến chỗ đó cô ngồi thiền đó là coi chừng thiền chim bao thất niệm đó là nó đi qua cảnh khác thì nó không đúng cảnh đó được. Rồi chúng ta tiếp tục. À. Thì bắt đầu từ đó đó, à, cận hành tu tiến này có dùng cái định để là đoạn trừ năm pháp chướng ngại, tức là năm triền cái. Nó thuộc về bỉ phần biến trừ. Danh từ nữa là sư dịch là phải nói là phải người có hán. Thì mới nghe được tại sao là bởi vì người ta học phòng tiếng Hán không à. Chứ giờ chúng ta đặt sao đây, ba ha ná là biến trừ đó, là sao chứ ba là khắp cả chứ ha ná là trừ, à tức là từ bỏ, tức là trừ bỏ khắp cả hết. Ta đăng cá là cái chi của đó, tức là giống như mà tụi bị phòng bánh trừ giờ chi đầu tiên là có năm chi, sau thì năm chi là tầm tứ hỷ lạc định, lên tới nhị thiền là từ bỏ chi nghĩa là chi tầm, à, lên tới tam thiền từ bỏ chi tứ, lên tới tứ thiền từ bỏ chi hỷ, và lên tới ngũ thiền là từ bỏ chi lạc. Thì gọi là từ nghĩa là bữa bỉ phần biến trừ là từng tự á, có thể là từng tự nghĩa là để mà trừ nghĩa là theo những chi phần, hoặc nó gọi là giải thoát cũng được. Từ bỏ chi phần không có từ từ bỏ chi thiền. Chi thiền có năm đó là cũng thành tựu viên mãn, đó là mới chỉ khẳng định thôi. Từ đó về sau hành giả mới chuyên càng chuyên hành đó phần tướng à cho nhiều, còn cần hành định thì lúc đó à nghĩa là đủ sức á nó mới vượt qua cả cái vượt qua cái gì à vượt qua cái hai nó lúc đó là đã hai cái cái gì nên nhớ khi mà hành thiền mà đã khẳng định là hai tâm đại thiện tương trí này nó sanh, hoặc là nghĩa là
hữu trợ hoặc là vô trợ, tức là tùy theo cái người nữa, là nếu mà người mạnh á thì nó đi bằng cái tâm vô trợ, mà người yếu á thì nó bằng hữu trợ này, thì hai cái tâm này tôi mới bắt nó qua cái tâm này đắc cái sơ thiền thôi, đủ sức giống như mình nó lên hết tận cùng rồi, giống như chúng ta tới học đến tận cùng thì chúng ta thi vượt cấp về lúc bây giờ nữa. Những cái tâm này làm nhiệm vụ chuẩn bị cận hành thượng thứ, bỏ bực và đắc thiền. Chuyển cái dục giới tánh thành sắc giới tánh, nó đắc thiền được. Rồi sau khi mà đắc được rồi nha, đắc được cái tiền lộ đó, đắc thiền đầu tiên nó có cái lộ đắc thiền. Mấy cái file của xưa giờ nó lạc đâu rồi, cái tìm không ra mấy cái file nó sửa lại cái này nó mất tiêu luôn hết. Rồi thôi để giải luôn cho nó hết cái phần này. Thôi cái phần này nó tính để giờ để nó thêm thôi, bây giờ không nó thêm là biết đắc thiền rồi đó. Sau khi mà đắc thiền, tâm thiền sẽ sanh một sát na thôi. Hành giả muốn nhập thiền, hành giả phải luyện năm pháp này, gọi là năm pháp nữa là thuần thục hoặc năm pháp tự tại. Đây có khi gọi là cái năm pháp tự tại. Tự tại là muốn sao được vậy gọi là tự tại. Còn nếu mà thuần thục thế này gọi là huấn luyện cho thuần thục. Đó là nó có cái năng lực đó, cái này là cái năng lực. Thế nhất thường thuộc gì? Thường thuộc trong sự quán xét khi sắp nhập thiền, thường thuộc khi nhập vào thiền, thường thuộc cho sẽ trụ thiền cho diễn chắc không cho chạy, thường thuộc cho sở sở cho tới sức khởi thiền, thường giờ thuộc trong sự phán kháng cho thiền sắp thức khởi. Thì đây đầu tiên hết đó là cái gì mà đắc được rồi đó, được bắt đầu quý vị phải biết được cái trạng thái của quý vị khi mà tu đã đắc thiền sao. Thì bây giờ đây là luyện này đó, ta nghĩ đến cái chỗ luyện đó, ta luyện cái phần đó cho nó quen rồi, ta biết được cái cách đó là cách nhập thiền. Cách đó là cách đắc thiền, là cách đó nhập thiền, ta bắt đầu ta nhập lại. Hoặc là bắt đầu thuần thục khi mà nhập vào, tức là ta biết là nhập một cách nào ta thuần thục. Và khi nhập vào thì ta muốn trụ bao lâu thì ta sẽ có cái thuần thục, người ta muốn trụ bao lâu ta trụ, giống người ta có thể trụ nghĩa là bắt đầu ta trụ nửa tiếng là ta xả thiền ra, trụ nửa tiếng ta xả thiền ra, hoặc là 1 tiếng 2 tiếng thì 3 tiếng 4 tiếng thì ta quy định đúng giờ nào chính xác tới giờ đó ta xuất thiền. Kế đến nữa là ta tuần thục ra trụ thiền thôi, nhưng mà phải luyện đến từng thục xuất ra thiền, tức là chúng ta ở trong cái thiền đó chúng ta muốn xuất được lúc nào chúng ta xuất được. Rồi sau đó phản kháng chi thiền, tức là tuần thục phản kháng thiền, chúng ta phải tập xem xét những chi thiền nữa là thực tầm tứ khi, là chúng ta phải xét cho nó kỹ, chúng ta biết đầy đủ thế này là chi thiền tầm, thế này chi thiền tứ, chi thiền hỷ, chi thiền lạc, chi định, để chi vậy chúng ta bắt đầu chúng ta bỏ mới bỏ cái chi thiền thô như là tầm vậy, và kiên trì là tôi tính cái sanh chi thiền tế là chúng ta đi giống như mà chúng ta nhảy cấp vậy. Thay vì nghĩa là tầm tứ hiện lệnh thì chúng ta qua tứ hiện lệnh định, hoặc là qua hí lệnh định, chúng ta luyện cho nó quen rồi chúng ta đi trực tiếp. Phản kháng này là phản kháng này. Phản kháng tức là xem lại, xét lại. Cái chuyện này có nghĩa là không, đúng rồi. Phản này là phản ngược đó. Cái này thì gọi là kháng là kháng, là xem lại. Chứ phản này là xem lại, phản kháng là xem lại. Mới chú thích cái đó đều nghiệm cái từ tiếng Hán đó. Hán là xem. Chúng ta phải phản kháng lại chuyện đó như thế nào, chúng ta phải xem lại chỗ nào, chúng ta xét lại chỗ nào. Đó, xem lại, xét lại. Rồi, đó là người ta sẽ đắc từng tự thiền đó. Rồi còn đó phần tướng này, hành giả sẽ đắc được trong 22 loại nghiệp xứ, 10 biến xứ, 10 bất mỹ, một thân hình niệm, 100 phương niệm đã tiếp rồi. Còn những nghiệp xứ còn lại ngoài nghiệp xứ ấy, như là 4 vô lượng tâm, phải nắm bắt chúng sanh chế định làm thành. Tức là khi mà chúng ta rải thì cái đối tượng chúng sanh nó sẽ xuất hiện trước, nghĩa là mặt của chúng ta. Quý vị nên nhớ vậy, cái gì mà rải cái tâm từ mà còn có người nào đó mà nghĩa là quý vị mà tức, quý vị giận, họ sẽ hiện lên trong tâm quý vị được. Thì quý vị phải rải tâm từ làm sao họ tan biến cái hình ảnh đó. Đó, thì lúc đó mà nó mới thành công. Đó, thì nó là cái lấy chúng sinh làm cảnh, một cái định tụ một khác. Rồi còn 39 biến xứ còn lại, trừ biến xứ thì không là ra. Thành giả nằm rách được, do nhân gạn bỏ biến xứ đó ra, thì đi làm
hư không trống không thành cảnh khởi niệm là hư không là vô biên, hay không có chỗ đâu nữa. Tận cùng thành giả với đất được tiền nhiễm sắc thuộc cho tiền được. Rồi sau đó họ mới lấy cái tâm thiền đó niệm được thức vô biên, mới đắc được nhị thiền. Rồi sau đó họ mới xét là cái trạng thái cái sơ tiền vô sắc này nó không có. À, thì mới đang mới gọi không có gì cả, nó cái vô sự sự. Rồi sau đó hành giả mới lấy cái đóng tâm thiền đó, mới thấy tâm thiền là vi tế. À, thì họ chứng đắc tứ thiền về vô sắc. Còn 10 người sứ còn lại cho thành đạt được hình định như đã nói rồi, giống như niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng gì vân vân. Là khởi niệm trong ấn tướng là trở thành khởi niệm định, sau chỗ ấy mới thành lập cận hình viên mãn. Rồi sau cái phần này á, thì ta trong kinh biết là phân tích gì không? Năm loại thần thông, ở đây nó tóm tắt thôi. Có gì muốn biết thì ta có một cái chuyện khác. Bây giờ tiếp theo là nói là kết quả này là kết quả của tu định là năm loại thần thông và năm loại thắng trí. Thắng trí là gì? Cái trí biết hơn người, chứ á phí là hơn người. Hơn người thế gian tao không biết được, thì mình biết hơn người, nó gọi là thắng. Đó thắng trí là trí hơn người. Và đôi khi nó dịch là loại thần thông, đó là cái mà có thể thành tựu được như ý. Đó là hành giả sau khi chứng đắc ngũ thiền sắc giới rồi, thì ngũ thiền sắc giới này có thể diễn tiến cho thành tựu năng lực của thắng trí thần thông được. Nói ngày xưa thì ta thành được, chứ còn ngày hôm nay đó thì theo như ngài Hòa Thượng Tịnh Sự nói rằng nó yếu, nó không đủ sức, nên do đó cái ngài phải biểu luyện có tứ thiền vô sắc. Hành giả nguyện sẽ hiện thần thông thời nhập vào cái ngũ thiền là cơ sở thắng trí, tức là trước hết là phải nhập một cái lộ ngũ thiền, gọi là thiền cơ đó, thiền cơ sở đó. À, để làm cái nền tảng. Sau khi nhập ngũ thiền rồi xuất hướng cái thiền ra, tâm vừa xuất khởi thiền ra đó, ra bên ngoài đó, bây giờ mới xét đến bây giờ mình cần muốn thần muốn gì đi, biến bằng cái sức nào, sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng gì đó, hình thức nào đó, thì bây giờ mới xét thì mình có làm đó mình chú nguyện, rồi mới khởi tạo cái niệm rằng, nghĩa là giờ khởi, tạo cái niệm tiếp là mình muốn ý mình muốn như thế đó thì nhập ra là thiền một sắc na được. Thì lúc bây giờ một sắc na đó nguyện lại sắc na đó thì sắc na thành cái sắc na thần thông đó, thì nó thành cái tâm to. Cái tâm này nhập lại một lần nữa thì nó trở thành cái thông thiền, hoặc là thông to, thông tố, tương tùy theo cái bậc nhập được. Thì ngài Rốt Sám mới nói rằng đó là một sắc na tâm của thiền làm cho thành tựu sự phát trí là tập thông rồi, đủ rồi. Thì có khi lấy đó là sắc nha, lấy thân, lấy khí, lấy vị, lấy xúc, lấy chế định, lấy sắc tinh, sắc xếp, làm cảnh tùy theo muốn làm gì đó làm. Thì tóm lại về cái này phân loại thì có 5 loại. Đôi khi thắng trí người ta gọi thông cũng được, gọi minh cũng được, giống như là lục thông hay là tam minh gì đó, vân vân. Thì có 5 loại. Một là thần biến trí, cái này là thần biến loại trí, là có thể biến quá nhiều loại nhiều thứ. Và thần biến thứ hai đó, nó gọi thứ hai là gọi là Đít Bá Sô Tá, nó gọi là thiên nhĩ, là thiên nhĩ trí. Thứ ba nó gọi là tha tâm minh hay là tha tâm trí, tức là có biết được nữa là cái tâm của mọi loại. Cái thứ tư là túc mạng tùy niệm trí, tức là nhớ lại những cái đời trước, những cái chỗ ở của mình đời trước. Thứ năm là đắc về thiên nhãn hoặc là sanh tử trí. Đó là chúng ta nghĩa là học về cái thần thông thì tới đây nó đủ rồi. Còn đây chúng ta kết thúc cái buổi học nha. Thưa sư, là cái hồi nãy cho con hỏi cái niệm mà tứ vô lượng tâm đó, sư nói là nếu mình niệm người thù quán, khi nào mình đã cái tâm từ mà người thù quán mình không còn thấy nữa thì mình đã thiên nhĩ. Thì bây giờ nếu mà mình niệm cho cha mẹ anh em mình thì khi mình đạt đó thì mấy người đó cũng biến mất rồi. Không phải nó nói vậy, không phải người thương nó phải biến mất vậy. Tại vì cái tu tập mà bởi vì cái gì nên nhớ, khi mà cái nào cái người thù mình còn á, cái gì rải đó là cái tâm gì chướng ngại chỗ đó vậy. Còn nếu rải cho cha mẹ thì có chứ không, cái đó là ông không quan trọng, có cha mẹ không có cha mẹ chuyện nó không quan trọng. Nhưng mà chúng ta tưởng đầu tiên là tưởng cha mẹ tới, chúng ta rải tới mà nắm được không? Đó là cảnh, là giống như cái cảnh đó nó không phải là cái cảnh thiệt, nó nắm được không? Khi mình đạt thì cái cảnh nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái đó là người ta không phải là đi tới đó. Nếu mà cô mà vẫn còn giữ cảnh cha mẹ thì cô chưa đi tiếp được. Cảnh đầu tiên là cảnh người thân, chúng tôi rải xong cảnh người thân rồi, xong người thân rồi bỏ mình rồi, cái người không thân không thù là cái đối tượng thứ hai. Rải người không thân là đối tượng thứ hai, là đối tượng đó trở thành người thân là đó. Đó là rải người thù này, người thù trở thành người thân thì ba người này không còn nữa. Bởi vì nếu mà còn một người nào đấy còn người thân thì đương nhiên còn cái người thù. Nó còn nắm được thì do chúng sanh là hướng đó, là cái tâm vô đối chúng sanh là bình đẳng nha, là nó không có cái nắm đối tượng một chúng sanh nào hết, mà nói chung là đó là những cái chúng sanh ở trên thế gian này, nó rải tâm nó đồng đều, nó mới gọi là vô lượng được. Còn không, khi mà cô có này có hạn lượng, có chỉ cái tâm từ coi chỉ đối với người thân coi thôi, cái tâm từ nó còn nhỏ hẹp. Cái này là bây giờ phải có một bộ tâm từ riêng để bây giờ học lên, nó có từng pháp nào mà tu tập là cái pháp đó mà
Khi mà tu đến pháp đó là ông thầy có nhiệm vụ giải cho chúng ta đầy đủ pháp đó để chúng ta tu từng bậc để chúng ta đạt. Đấy, con nắm được không? Còn nếu mà hỏi mà biết vậy thì ăn thua, có các con nghiên cứu từ từ và phải học từ từ, nghe từ từ thì nó từ từ nó thấm vô thôi, chứ không phải tự nhiên nó mà chúng ta biết hiểu hết được những cái điều này đâu. Nó có rất, cô thấy nghĩa là mấy cái này là chưa lấy nhiều, cái folder ra nó cũng còn thiếu đấy chứ không phải không. Đó, cái đó mà in ra cái cô coi mệt nhỉ. Sư copy hết cho tụi con đi. Vào trong cái đi ạ. Chúng ta hỏi đèn thì chúng ta hỏi đúng như ta nghĩ. Tại sao cái ứng của con Phật có tâm CD. Imina buồn, Imina buồn, Kamena, Kamena, Uthomi, Uthomi, Anagate, Anagate, Yatha Yatha, Yatha Yatha, Vejato, Vejato, Madalido, Madalido, Awamihang, Awamihang. Do nhờ phước nghiệp này, do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật vị lai, hãy thành Phật vị lai, khi còn sanh các hữu, khi còn sanh các hữu, xin được có khó nghèo, xin được có khó nghèo, khi đăng mê quân nhân, khi đăng mê quân nhân, niết ba năng, niết ba năng, bất chi vô hô tú, bất chi vô hô tú, phước này của tôi, phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, hãy là duyên đến niết bàn, ấp bách tăng gia, ấp bách tăng gia, bất chi tăng Sansaranto, Sansaranto, Pavapawe, Pavapawe, Ihetukena, Ihetukena, Ukatha, Ukatha, Santiya, Santiya, Pati Santiko, Pati Santiko, chưa đạt thành ước nguyện, chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục. Xin cho tôi tái tục bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, lần thứ nhì, lần thứ nhì, thứ ba, lần thứ ba. Buổi học đến đây xin kết thúc. Kính chào toàn thể đại chúng. Xin cảm ơn sự